Xem tử vi tuổi Đinh Dậu 1957 tháng 4 âm lịch năm 2022 được lộc trời cho, giàu sang phú quý nếu biết điều này. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, tuổi Đinh Dậu luôn được mọi người yêu quý bởi sự thân thiện, sự tốt bụng và tấm lòng bao dung, độ lượng. Những người tuổi Dậu họ sẵn sàng trao niềm tin của mình cho người khác. Nhưng điều đó đôi khi cũng khiến cho họ bị thất vọng và tổn thương. Thế nhưng dù có trải qua rất nhiều những nỗi buồn phiền, đau khổ, thì những gia chủ tuổi Dậu luôn giàu lòng vị tha, sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của người khác. Vâng, và cũng chính nhờ đức tính tuyệt vời này, lòng tốt luôn giúp đỡ người khác của bản mệnh mà ông trời đã ưu ái riêng cho tuổi Đinh Dậu trong tháng 4 âm lịch này. Trong tháng 4 âm lịch này thì bản mệnh luôn được xuôi chèo mắt máy, không gặp quá nhiều chuyện xui xẻo, cát nhiều hơn hung. Sự nghiệp luôn luôn thuận buồm xuôi gió, tài lộc un kéo đến về đầy nhà, tiền đến mỏi tay không hết. Vậy trong tháng 4 năm 2022, vận trình của những người tuổi Đinh Dậu như thế nào, công danh tài lộc ra sao? Xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi bài phân tích ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Người tuổi Đinh Dậu là người sắc sảo, hóm hỉnh, tài năng và quyết đoán. Đinh Dậu thích phiêu lưu và không ngừng tìm kiếm những miền đất mới để thám hiểm và thử thách chính mình. Thường thì họ sẽ thành công nhờ trí thông minh và sự hợp lý. Tính cách kín đáo và sự kỳ vọng quá cao ở những người khác khiến tuổi Dậu không thích giao du với quá nhiều loại người. Đinh Dậu chủ động và nhiệt tình, cởi mở, giao tiếp rộng rãi, họ có thể hòa đồng với nhiều loại người hơn so với các tuổi Dậu còn lại. Đinh Dậu tinh tế một cách tự nhiên và hết sức cuốn hút trong phong cách. Đinh Dậu chú ý tới hình thức của mình nhiều hơn tất cả các tuổi Dậu còn lại. Họ coi vẻ bề ngoài chính là tài sản quý và dành nhiều thời gian để chăm chút. Đinh Dậu tự hào về cách ăn mặc có phần bóng bẩy và đặc biệt đó là chú ý giữ gìn hình ảnh của mình trong mắt công chúng. Người sinh năm Đinh Dậu nói chung tính cách logic, sự trung thực và năng lực làm việc hết mình, đó chính là những điều quan trọng hơn cả. Họ thường không bằng lòng với những người không có đủ các phẩm chất nói trên. Tuy nhiên với Đinh Dậu thì mọi chuyện lại hơi khác. Nhờ khả năng nhìn nhận sự việc từ nhiều góc cạnh khác nhau, họ có thể bỏ qua sự khác biệt nhỏ trong khả năng của mỗi người trong khi vẫn giữ được mục tiêu cao cho riêng mình. Phẩm chất này cộng với sức sáng tạo, tài năng và lòng can đảm giúp Đinh Dậu trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc. Tháng này gia đạo của các bác rất tốt, hòa khí gia đình ổn, con cái vui vẻ sum vầy, không xảy ra va chạm gì lớn khiến cho bản mệnh phải suy nghĩ nhiều. Gia chủ cần phải chú ý nhiều đến sức khỏe và đặc biệt đó là cẩn trọng có tai nạn bất ngờ xảy ra khi di chuyển. Ở độ tuổi này của các bác, một vết thương nhỏ thôi cũng rất khó lành. Thời tiết này đang giao mùa, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và nhất là các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Xét về thiên can, đinh âm hỏa gặp ất âm mộc nên gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí. Nên trong tháng này, các quý gia chủ tuổi Đinh Dậu cần hết sức chú ý và cẩn trọng trong mọi việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển. Gia chủ cũng cần phải chú ý có tiểu nhân ganh ghét quấy phá công việc cũng như gia đình của mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 tháng 4 âm lịch, nếu vẫn đi làm, gia chủ phải đối mặt với khá nhiều khó khăn thách thức trong công việc, đòi hỏi phải tổn hao nhiều công sức hơn mà thành quả thu về chưa chắc đã đúng theo mong muốn. Hung vận khá lớn, bản mệnh dễ dính vào họa thị phi tranh cãi, vừa gây ảnh hưởng công việc, vừa khiến uy tín bị giảm sút. Nguyên nhân do chủ yếu là từ việc gia chủ khó kiểm soát cảm xúc cá nhân, dễ nóng vội, phát ngôn có phần phóng khoáng khiến cho kẻ tiểu nhân nóng mắt và tìm cách quấy phá hãm hại. Tuy nhiên, cục diện bán tam hợp đem lại may mắn cho gia chủ. Khó khăn hiện tại đồng thời lại thúc đẩy Đinh Dậu nỗ lực hơn, vận dụng linh hoạt hơn năng lực sẵn có của mình để xoay chuyển tình thế. Nhờ vậy mà thành tích đạt được tốt hơn, hiệu quả công việc được nâng cao không nhỏ. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Đinh Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tháng này vận trình tài lộc thăng trầm bất định, có mặt tốt và cũng có mặt xấu. Mặt xấu là bởi vì bạn quá chiều chuộng bản thân, mua sắm tiêu xài theo ý thích nên tiền bạc có nguy cơ thất thoát một khoản không nhỏ. Hóa đơn tăng dần, tiền trong túi cũng vơi đi trông thấy.
mặt tốt là nhờ vào tài trí và sự nhạy bén vốn có, lại thêm sự chăm chỉ và không chịu ngồi yên một chỗ mà biết tìm thêm nghề tay trái hoặc đầu tư nên cũng gặt hái được những thành quả không nhỏ bên cạnh nguồn thu từ công việc chính. Thu nhập tăng lên, đồng nghĩa với các khoản phí tổn cũng tăng không ít, cần phải lên kế hoạch tài chính chi tiết và cụ thể để duy trì nguồn tài lộc bền vững này. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Đinh Dậu rất dễ tiềm ẩn những tai họa ngầm, do đó bạn cần chú ý đến bản thân nhiều hơn, sinh hoạt khoa học, đừng chủ quan khinh suất kẻo họa ập xuống đầu. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi. Các quý gia chủ tuổi Đinh Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Đinh Dậu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Đường tình duyên tháng 4 âm lịch của các mệnh chủ Đinh Dậu chẳng được như ý, mọi chuyện diễn tiến theo chiều hướng không thể suy đoán được. Một đống hỗn độn đang chờ đợi con giáp này, bản mệnh cảm thấy bất an, có thể sinh lòng nghi ngờ trước những biểu hiện bất thường của đối phương. Cũng chính vì thế mà hai người nổ ra không ít cuộc tranh cãi. Đối phương chán nản và mệt mỏi khi hết lần này tới lần khác phải giải thích chứng minh tình cảm của mình, khiến cho tình yêu cũng theo đó mà phai nhạt. Tuy nhiên, dù có chuyện gì xảy ra cũng nên nhớ, người ấy sẽ là hậu phương vững chắc, luôn chờ đón bạn mỗi ngày. Bản mệnh thực sự trân trọng người chấp nhận ở bên mình khi khó khăn, càng dồn hết tình cảm cho đối phương, mối quan hệ vì thế mà nâng cấp nhanh chóng. Nên nhớ, vợ chồng hạnh phúc không cần phải giàu sang, cũng chẳng cần phải nhà cao cửa rộng, chỉ cần vợ bớt một lời, chồng nhường một bước là được. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Tỵ lục hợp thân tam hợp sửu và dậu thành kim cục, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuyệt tí. Đối với người tuổi Đinh Dậu, trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 2 tháng 4 năm 2022, tức ngày 2 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mão, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch, ngày 14 tháng 4 năm 2022, tức ngày 14 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mão, có nạp âm là Lâu Trung Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 26 tháng 4 năm 2022, tức ngày 26 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mão, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Đinh Dậu trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 3 tháng 4 năm 2022, tức ngày 3 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thìn, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch, ngày 15 tháng 4 năm 2022, tức ngày 15 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch, ngày 27 tháng 4 năm 2022, tức ngày 27 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thìn, có nạp âm là Bạch Lạc Kim. Đây chính là 2 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho những người tuổi 1957 trong tháng 4 âm lịch. Chắc hẳn quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo của mình.